Không biết cái Obeta 44 này các người đã tìm được độ nhảy nào chưa? Hôm nay ta sẽ hướng dẫn tất cả các người một cái độ nhảy có thể nói là vô địch thiên hạ. Ngoài ra nó còn chống rung tâm nữa đó các người. Và cùng vào clip của ta nào. Ở bên năm ba chứ không cần sơ tin. Bấm like và subscribe nhé.
Ở đây được cái khu cổng trời này là một niềm vui vì cũng mấy trận rồi mình mới thể lên được nó. Hey, yo, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn có setting của mình. Ở đầu tiên thì các bạn đã biết setting của Bluetooth, sau đó đến setting với Wi-Fi. Và cuối cùng là setting của máy tính mình nha các bạn. Đầu tiên setting của Bluetooth thì anh em lưu ý ở phần tuyên chỉnh CPU này, anh em vào phần Touch Terminal. Rồi sau vừa vào phần tab này thì anh em vào cái phần performance đấy, anh em vào phần CPU. Anh em xem đây là máy 6 hay 5 hay 7 hay 4. Nên ví dụ như mình là 6 nhưng mà máy mình có cái card gọi là cũng ok. AMD Radeon 560 nói chung là cũng ok nên là mình dám để 5. Đấy, bình thường thì cái phần này mọi người nên để từ 4 đến 5, 4 đến 5 hoặc là hơn. Mà để hơn thì có thể lắc, mà để thấp hơn thì FPS nó bị thấp. Đấy, anh em để từ 5 trở lên. Phần RAM này anh em để từ 2 trở lên. RAM và phần tùy chỉnh anh em để 3GB RAM cũng bừa. Nhưng mà mình thì mình để bừa 6.000 rồi. Mình chỉnh lại 5.000 thôi. Về phần hiệu suất mọi người để cân bằng hoặc là cao. Mọi người bật 240fps. Mọi người bật cái nút này lên thì kéo lên. Hiển thị FPS đấy. Về phần trưng bày thì mọi người để từ để tùy theo màn hình của mọi người. Mình khuyên là nên để một con bức không, nếu thấy lắc quá để về 16.900 thôi. Nhưng mà càng để thấp thì nó càng mờ, càng để cao thì càng nét. Vậy thôi, DPI thì mọi người có thể để 1.6, 2.4, 3.2, 507 là cái mới của mình có test từ lâu. Nói chung có thể ảnh hưởng đến đây, việc thay đổi cái này có thể ảnh hưởng đến trò chơi. Vậy nên mọi người chỉnh DPI nào hợp lý chút xíu nhá. Để 507 nè, đây là Obeta 44. Về phần này thì mình đã test OpenGL DirectX cùng với Vulkan thì mình thấy OpenGL ok nhất. Phần render tự động mình để tự động. Còn cái kết cấu này mọi người để vô hiệu hóa cho mình. Nếu mọi người có card ok ngon thì ưu tiên CPU cho mình nha. Còn không có thì khỏi gặp. Thiết bị âm thanh thì các bạn ví dụ như mọi người nên chọn cái loa mà đúng để mọi người nghe tiếng chân này. Điện thoại mọi người để Samsung Galaxy S22 Ultra, RG2, OnePlus 8, OnePlus 10, Xiaomi 11T đều có 90fps. Đây là phiên bản mới nhất nha các bạn. Các phím tắt thì gần như là mình xóa hết. Rồi bây giờ đến với setting ở trong phần cài đặt. Mọi người vào khả năng truy cập này. Kích thước ấn hiện này. Đấy mọi người kéo về nhỏ này. Kích thước hiển thị lớn này, bình thường lớn này nhỏ này ha. Khi mọi người để lớn á thì mọi người chú ý nào, đấy cái thanh tìm kiếm ở đây đúng không, Free Fire đúng không, nó che đi cái thanh tìm kiếm đúng không. Mọi người vào cái đặt này, đấy, kéo về nhỏ nè, đấy thấy chưa, đấy nhìn nó gọn gàng hơn, đẹp đẽ hơn chưa. Tiếp theo là về con chuột lớn này thì mọi người có thể tắt đi nha, xóa ảnh động này để cho mấy cái này nó mượt hơn thôi. Thời gian nhấp zoom này mọi người tắt đi nha, cường độ này mọi người, âm thanh đơn này mọi người tắt đi nha, cái này mọi người để vậy là đúng rồi. Vậy là xong mọi phần setting ở trong đây rồi nha mọi người. Mọi người vào phần gì nhỉ? Pin nè. Tối ưu hóa nè. Mọi người, hồi lúc trước thì mình có hướng dẫn mọi người là không được tối ưu hóa, nhưng bây giờ mọi người cứ để tối ưu hóa nha. Không hiểu sao tối ưu hóa thì nó mới vào game nhanh hơn được chút xíu. Rồi bây giờ mình vào game, đến với setting trong game. Và đồ nhảy ở trong Free Fire thì mình để hết về không? Về setting thì mình để cao và không có bật bóng, đôi khi mình bật bóng nếu mà máy mượt hơn. Và mình để FF cao nha. Âm thanh thì mình tắt gần như là hết, chỉ để lại hiệu ứng âm thanh thôi. Rung thì mọi người nên tắt đi. Điều khiển. Đây là phím của mình. Một số phím nó khá là mờ, mọi người không cần nhìn đâu. Đây là cái nút bắn của mình. Nên để nó mờ lên chút xíu đây. Và bây giờ đến với setting trong Bluestack. Thì trong Bluestack thì mình có sử dụng một cái macro ở đây. Đấy. Về phần đồ nhảy, quan trọng là phần đồ nhảy chứ. Chúng ta mình sẽ show cho anh em về phần đồ nhảy chủ yếu. Thì ở đây là 80, đồ nhảy Y là 0.8, đồ nhảy X là 2.4, khá là cao. Và tại sao mình để cao như vậy thì mọi người cần để phần tinh chỉnh là 16.450, lưu ý nha. Mọi người muốn chỉnh được cái giống mình đó, mọi người để cái này trước nè, xong rồi mọi người hãy chỉnh đồ nhảy Y, X. Rồi sau đó mọi người test từ từ lên. Ví dụ một lúc đầu mọi người để 0.8, thấy nó chậm quá để lên 0.1, để lên 2 gì đó. Còn nếu thấy nó nhanh quá mọi người giảm xuống nha mọi người. Phần đồ nhảy X cũng vậy. Mọi người nên nhớ X là đi, X là lướt ngang ngang, còn Y là lướt dọc dọc đó. Cắt phím cắt kiểu đó, ok chưa? Setting ở trong máy tính đó. Chúng ta có phần control panel, chúng ta có phần Easy of Execute Center, chúng ta có phần Master Mode Easy Auto to You, Setup Mode. Tất cả mọi người để từ về low hết. Để low bắn cho nó đau, để slow bắn cho nó low. Đấy. Mọi người bấm F ly nha, chín cho lín. Đây power option. Mọi người để never never. Graphic setting.
mọi người chỉnh Blue Status là High Performance, mọi người bật EMOD lên luôn. Tiếp theo là đến với phần đồ nhảy, mình có con chuột là Victor E908. Đấy, con này thì mua 200 ngàn thôi. Mình để ngày nào 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Đây là 12. Mình nhắm là tở 1200 hay gì đó, mình không biết, cỡ dậy thì chắc dậy. Và double kick thì mình để rất là nhanh nha các bạn. Bấm bụp bụp bếp là xong. Giờ các bạn để xong cái phần đồ nhảy. Giờ là xong cái phần đồ nhảy. Nếu các bạn thấy hay nhớ bấm like, subscribe cho channel của Dâu Dâu nha mọi người. Để mình có thể ra các setting Obeta 45, 46, 47, 48 trên PC cho các bạn. Yeah, bye bye.